Chào các bác nhá. Chào mừng các bác đến với kênh YouTube của shop Tân Ánh Ngọc Ánh Bắc Giang nhá. Tân Ánh Ngọc Ánh Bắc Giang. Giới thiệu với các bác một lô hàng. Lô hàng giày ngụy trang nhá. Lô hàng giày ngụy trang. Số lượng rất là nhiều, đủ các thông số, đủ các size, cao cổ có, thấp cổ có các bác nhá. Bây giờ đang là mùa hè, các bác đi rừng thì các bác sẽ lại chuộng cái mẫu màu giày thấp cổ hơn. Bây giờ này là shop sẽ nhập nhiều cái size giày thấp cổ hơn. Còn các bác nào có nhu cầu giày cao cổ thì vẫn còn nhá. Vẫn còn bình thường. Thì đây là tôi giới thiệu cái lô hàng mới nhá, lô hàng mới. Lô hàng cũ là shop vẫn còn nhá. Thế đây là thực tế lô hàng mới, các bác xem kỹ giúp tôi nhá. Lô hàng mới này ấy, thì có là giày cao cổ số 260. Số 260. Số 260 này dành cho anh em đi giày cỡ 42 43 ấy nhá. Nói chung là dành cho anh em đi giày cỡ to. Đợt hàng này thì sẽ có hai màu cho các bác. Chủ yếu, chủ đạo vẫn là cái màu rèn di đốm nhá, màu rèn di đốm này. Có một cái size số, đó là size số 255. Đôi này đôi 255 này. Đây phù hợp với anh em đi giày 41 42 40 255 này. 255 này thì sẽ có cái màu rèn di xanh theo cái mẫu cũ, theo mẫu cũ màu cũ nhá. Nhưng mà chất liệu đế hàng này là hàng cao cấp hơn. Nói chung là càng nhập lô hàng mới về sau thì càng phải tìm cái hàng nào nó chất lượng ok hơn cho các bác dùng. Đối với lô hàng này thì đế nó sẽ bằng gọi là bằng cao su. Đế bằng cao su, không phải đế bằng nhựa. Cao su mềm hơn, dẻo hơn, đi êm ái hơn. Và các bác đi nó sẽ hạn chế được cái mùi hôi. Nó không có mùi mồ hôi dày nặng như là cái đôi mẫu bằng nhựa nhé. Đối với đế bằng cao su này thì nó hạn chế mùi mồ hôi, mùi hôi dày hơn nhé. Thế đây là cái mẫu 255 thì sẽ có màu như này. Đối với cái màu rèn di xanh này thì các bác chủ yếu là kết hợp với quần áo rèn di thì nó phù hợp hơn. Còn kết hợp với những bộ đồ khác thì nó không được phù hợp nhiều lắm, nó không được hay lắm. Thế còn đối với cái mẫu rèn di đốm này, rèn di đốm này nhá, thì rất là tuyệt vời. Các bác kết hợp màu nào cũng được, kể cả quần áo rèn di nâu, quần áo ngụy trang lá cây khô hay là quần áo bình thường của mình, các bác đi đôi giày này nó cũng phù hợp. Đấy, cái màu mè nó phù hợp hơn. Và lô hàng mới này là lô hàng giày cao cấp. Giày cao cấp lô này sẽ đắt hơn một chút nhá, lô hàng này sẽ đắt hơn một chút, đắt hơn 10.000 mười mấy nghìn thôi, tại vì nó là cái đế này này. Đế bằng chất liệu cao su mềm, đi êm và nó không có mùi hôi, hạn chế mùi hôi nhá. Thế đối với giày thấp cổ, đây tôi giới thiệu cho các bác mấy size. Tôi giới thiệu từ cái size nhỏ đến size to. Size đầu tiên là size này. Size này là size gọi là số 250. Nhá, số 250. Số 250 này phù hợp cho anh em cỡ 38 39. Nói chung là anh em cỡ chân nhỏ nhất là đi đôi này. Nó sẽ rộng một chút thì nó càng thoải mái. Chứ còn nếu mà các cụ nó có câu là giày thừa dép thiếu, các bác đi giày nó phải thừa một chút nó mới thoải mái được nhá. Đây này. Thế đây là đôi giày cỡ 250, cỡ nhỏ nhất. Tiếp theo sẽ có cái cỡ gọi là 260. 260 cho các bác đi giày cỡ 40 chẳng hạn. Đấy. Thì nói chung là cái này là các bác khi mua hàng thì cứ vui lòng cung cấp cho shop nhá, cung cấp cho shop số đo. Số đo của giày các bác đang đi số bao nhiêu thì shop sẽ cân đối và lựa lấy cái đôi phù hợp cho các bác nhé. Đây là số 260 này. Nói chung là cái mẫu này là mẫu mới nhá. Đế cao su, đế cao su mềm, đi là êm ái, hạn chế mùi hôi, không có bị hôi. Và thứ hai nữa là cái màu ngụy trang rèn di đốm rất là phong cách, thấp cổ mát mẻ cho các bác tham gia trong mùa hè đi rừng nhé. Đấy, mẫu 260. Và tiếp theo là cái mẫu 265. 265 này thì lại dành cho các bác có chân to hơn một chút. Đấy, dành cho các bác có chân to hơn một chút. Nó vẫn là đế cao su, màu rèn di đốm, ngụy trang cực là đẹp, mẫu thấp cổ, thoáng mát nhá, phù hợp cho anh em đi rừng. Đấy, mẫu 260 này. 265 đây, 265 này. Rồi tiếp tục đến mẫu 270. 270 là dành cho các bác nào có chân ngoại cỡ 42 43 44. Đi giày ấy, đi giày số 42 43 44 đều đi được cái đôi này. Đôi này là đôi 270, đôi 270 đôi ngoại cỡ nhá, đôi ngoại cỡ cho anh em. Đấy, các bác nào to con thì sẽ có nhá. Giày này là giày thấp cổ, đây là các bác lưu ý này. Đây là lô hàng thực tế tôi mới nhập về. Đấy, tôi giới thiệu cho các bác 24 cái thông số, 5 thông số. Cái này đôi này đôi 255. 250 ở đây này. Đây này 250 này. Thì sẽ đến đôi 255. Nhưng mà đặc biệt cái đôi 255 này nhá. Đặc biệt đôi 255. Đôi 255 là màu này nhá các bác nhá, màu này. Đấy, các bác còn thích màu này thì lấy đôi số 255.
Đấy. Đây số 250 này, 255 này, 260 này, 265 này, 270 này. Đây 2 4 1 này, 2 3 4 5. 5 cái size số cho cái mẫu giày đi rừng mà mẫu thấp cổ. Thế còn cái mẫu cao cổ này thì sẽ là mẫu 260. 260. Thế ngoài ra còn cái mẫu 250 thì hàng cũ của tôi còn rất nhiều, lô hàng trước tôi còn rất nhiều. Cái này tôi hết tôi nhập thêm. Thì các bác nào mà đi thích đi giày cao cổ mà thuộc dạng size to, chân to thì đã có hàng cho các bác rồi nhá. Rồi xin cảm ơn các bác nhá. Các bác mua hàng thì vui lòng theo dõi kỹ video giúp tôi chọn cái màu rèn di đốm này này, hay là cái màu rèn di xanh này. Các bác chọn mẫu cao cổ như này, hay là các bác chọn mẫu thấp cổ thì các bác vui lòng nói cho nó rõ nhá, để tránh tình trạng nhầm lẫn. Hàng thì là ship COD đi toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra hàng và thanh toán tiền cho người giao hàng. Thế còn giá của nó sẽ là 180.000 một đôi. 180.000 một đôi đã bao gồm cả cước phí chuyển phát nhanh. Đây. Nói chung là nó ngang ngửa với giày cũ, không có bao nhiêu cả. Nhưng mà lô hàng mới này nó sẽ đẹp hơn, chất lượng hơn, ok hơn. Cái đế gọi là đế bằng cao su, đi dẻo, êm. Và hạn chế được cái mùi hôi chân nhé. Số lượng hàng rất là nhiều. Các bác quan sát đi, mấy trăm đôi thoải mái cho các bác lựa chọn nhá. Hàng ship COD, các bác không phải ngại ngùng gì cả, vui lòng bốc máy lên. Alo trực tiếp đến số điện thoại trên màn hình nhá. 180 một đôi ship về tận nhà cho các bác. Các bác nhận hàng, bóc hàng ra xem và kiểm tra, xong thanh toán tiền cho người giao hàng. Đấy, người thật việc thật. Rồi xin cảm ơn các bác ủng hộ shop Tân Ánh Ngọc Ánh đến từ Bắc Giang trong thời gian vừa qua. Hẹn gặp lại các bác trong clip sau nhá.